Hello, vâng, xin được trân trọng chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với shop đồ gia dụng Phạm Huấn các bạn nhé. Đấy, bên em thì rất là nhiều đồ gia dụng mới, có, cũ có, hàng bãi có các bạn nhé. Đó, để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng để tránh cái việc là không nhận hàng các bác nhé. Rất là mất công cho bên em. Đó, thì chỉ có lưu ý các bác vậy thôi để các bác nắm được tình hình. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Hôm nay thì em lại lên cho các bác một số mã. Đó, có cả mã thanh lý, có cả mã giảm giá. Đấy, cuối năm rồi thì sẽ có những cái chương trình sale liên tục. Cho nên là các bác nào muốn săn được hàng thì chúng ta nhanh chóng tranh thủ vào để xem video cũng như là để săn hàng các bác nhá. Đó. Thì cái mã đầu tiên em lên thanh lý cho bác trong ngày hôm nay, đó là bên shop em còn một ít cái mã đầu tiên em lên thanh lý cho bác trong ngày hôm nay, đó là cái hũ xay tiêu các nhá, hũ xay tiêu. Đây. Một cái hũ xay tiêu như này. Đó. Hàng của Đức rất là chất lượng luôn. Đây, made in Germany các bác này. Đó. Con này thì bên shop đang bán là 100. Hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý cho bác cái hũ xay tiêu này. Giá của nó là đi 60k các bác nhá. Đó. Các bác lên mã giúp chuyện hũ xay tiêu, hàng của thương hiệu Winling, made in Germany này. Đấy. Về thì các bác xoáy cái này ra này. Xoáy cái phần thủy tinh này ra, bỏ tiêu vào đây cho em. Sau đó thì các bác xoáy chặt nó lại. Đấy. Và lật ngược lên, mình xoay như này. Xoay như này là cái hạt tiêu nó sẽ rơi xuống đây các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Qua lên cho em là hũ xay tiêu 60k nhá, 60k một cái hũ này. Đó, bên em đang bán là 100, thanh lý cho bác còn 60k. Đó, hàng của thương hiệu Winling của Đức đây các bác này. Đó, made in Germany. Đây, các bác quan sát nhá. Đó, made in Germany đây. Đây, đấy. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 60k. 60k cho cái hũ xay tiêu này. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là bên shop tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái thanh lý, đó là cái thắt lưng Gucci các bác nhá, hàng made in Italy đây các bác này. Đó, made in Italy. Mã này thì bên em đang bán là 200, em còn 2 bộ nữa, thanh lý cho bác còn 150k. Đây, thắt lưng made in Italy các bác này. Đó, hàng của thương hiệu Gucci, made in Italy đây. Hàng siêu chất lượng luôn. Đó, đây, Gucci made in Italy các bác này. Đó. Đây, có cả da mẫu các thứ đàng hoàng nhá, rất chất lượng luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang bán cho các bác là 200. Đấy, em thanh lý cho bác là 150k. Mặt đẹp, chất da đẹp con này. Đó, mặt đẹp, chất da đẹp. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có 150k. Đấy. Em cũng chỉ còn có 2 con thôi. Còn 2 con duy nhất thôi các bác nhá. Đó. Còn 2 con duy nhất thôi. Bác nào lấy thì chuyển khoản giúp cho em các nhá. 150k. Đấy, 150k bao ship. Bác nào lấy thì chuyển khoản hết cho em. Đó, rất là đẹp luôn. Giá là 150k. Còn 2 con này các bác nhá. Đó. Cái chế độ của nó là dạng khóa ấy các bác nhá. Đó, khóa nó là khóa tự động con này. Đấy. Khi các bác cho ra thì các bác nhấn như này để cho ra. Đấy, còn cho vào thì không cần. Cho vào thì các bác cứ đút này là nó vào thôi. Nó rất là tiện con này. Đó, đút này là nó vào. Đó. Đấy, các bác nghe tiếng khóa nó kêu chưa? Rất chất lượng luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng Gucci các bác nhá. Đó. 150k. Em còn 2 chiếc nữa thanh lý nốt cho các bác. Đó. Lên mã cho em là thắt lưng Gucci 150k. Còn 2 cái duy nhất thanh lý nốt cho các bác. Đó. Đấy, lên mã cho em là thắt lưng Gucci các bác nhá. Đó. 150k. 150k cho mã thắt lưng Gucci này. Bao ship chuyển khoản hết các bác nhá. Chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết cho em. Đó. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop còn một ít cái mã, đó là cái tất nai màu trắng như này. Hộp của nó là đi 5 đôi. Hàng siêu đẹp, siêu chất luôn. Đó. Bên em đang bán với cái giá đó là 130.000. Đấy. 130k. Hôm nay thì bên em xả thanh lý cho bác luôn. Giá là 90k một hộp này. Đó, 90k một hộp. Các bác lên cho em là tất hộp các bác nhá. Đó, tất hộp để tránh nhầm với các cái loại tất khác. Tất hộp này. Đó. Tất hộp đây. 90k hộp 5 đôi các bác nhá. Tất hộp 5. Đấy, lên cho em là tất hộp 5 các bác nhá. Tất hộp 5. 90k hộp này 5 đôi. Em còn màu xám và màu trắng, chủ yếu màu trắng thôi. 90k một hộp này, bao gồm 5 đôi. Chất liệu của nó là bằng sợi cốt tông các nhá. Đấy, tức là sợi bông tự nhiên. Thấm hút tốt, chống hôi chân. Và ưu điểm của nó là rất là xinh xắn các nhá. Đấy, rất xinh xắn đây. Đấy, chống hôi chân các nhá. Đấy. Chống nấm mốc, chống hôi chân. Đấy các nhá, rất là ngon lành luôn. Co giãn 4 chiều. Giá này cực kỳ hợp lý, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái hộp tất như này, giá 90k. Các bác chị là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, em còn đa số màu trắng, màu ghi thì còn có ít thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cuối năm đến nơi rồi. Các bác cần phải sử dụng nhiều cái đánh cọ son như này. Các bác lên cho em là cọ nồi nhá, lên cho em là cọ nồi. Đấy,
Lên xem là còn hồi 100k một bịch như này 10 cái bên em bao ship, 100k một bịch 10 cái bao ship. Còn bác lấy lẻ thì là 10k một cái, lấy lẻ là 10k một cái như này. Con này thì rất là tiện dụng cô nhá. Đó. Thì các bác chỉ cần là cầm như này, xoa đi như này là xong, rất là tiện dụng này. Mùa đông lạnh các bác không cần phải động tay vào các cái sản phẩm nước hoặc là xà bông, nó sẽ bị nấm móng tay móng chân hoặc là bị nứt nẻ. Các bác chỉ cần cầm như này xoa rửa rất là ok luôn. 10k một chiếc. Đấy. Còn lấy cả bịch như này là 10 chiếc 100 nghìn thì bên em sẽ bao ship không nhá. 100 nghìn bên em sẽ bao ship. Đó. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái đây. Cái này nó là cái xịt hôi dày các nhá. Đấy, có lên cho em là xịt hôi dày. Đấy. Xịt này. Đấy. Hôi dày. Đó. Xịt hôi dày. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là xịt hôi dày nhá. Bên em gửi tới các bác cái giá là 35k cho một hộp này. Đấy, bác nào lấy từ 4 hộp trở lên thì bên em sẽ bao ship. Hàng của Nhật đây, rất chất lượng các nhá. Hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đó, rất chất lượng như này các bác này. Đó. Rất là ngon lành luôn, toàn chữ Nhật lòng hoàng hết các bác nhá. Đó, đây. Thì ví dụ như là các bác bị hôi dày, hôi dép thì các bác cứ này là các bác lắc đều lên cho em xong là xịt ngược như này. Đấy. Cái này thì các bác phải xịt ngược mới được nhá. Đó. Xịt ngược mới được, còn các bác là xịt mà để như này là xịt là không được này. Đấy, nó sẽ không ra được mấy, nhưng mà xịt ngược này là nó sẽ ra hơn. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt hôi dày này. Đấy. Các bác cứ xịt vào xong là để các cái xịt vào như này là các cái hôi rồi nấm mốc nó sẽ bay đi các bác nhá. Đấy, nó sẽ bay đi và nó sẽ khử xịt sạch luôn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là xịt hôi dày nhá, xịt hôi dày. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 35k một lọ này. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Mùa đông này các bác đi dày đi tất nhiều. Mã tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái thìa đũa của Nhật các bác nhá. Thì bên em về có 3 mẫu khác nhau. Đó. Đầu tiên là cái thìa ngắn này các bác này. Đó, đây là cái thìa ngắn này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đấy. Một hộp này của nó là 5 đôi, hàng của thương hiệu Quyên Linh. Đấy. Một hộp như này 5 đôi, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70 nghìn một hộp cho 5 chiếc, 70 nghìn cho 5 chiếc các nhá. Đó. Qua lên cho em là thìa ngắn này. Đó. Thìa ngắn. Một hộp này của nó là 5 chiếc, giá là 70k. 70k một hộp các nhá. 70k một hộp lên cho em thìa ngắn. 70k. Bác nào lấy từ 3 hộp, 3 hộp là bằng 200k và bao ship nhá. 3 hộp là chỉ có 200 nghìn và bao ship cho bác luôn. Đó, lên cho em là thìa ngắn. Đây. Đấy. Thì chiều dài của nó vào khoảng là 15-16 cm. 15-16 cm. Inox 304, hàng của thương hiệu Nguyên Linh của Đức cô nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Logo tem mác đàng hoàng. Đó, thìa ngắn 70k các nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã đó là cái thìa dài này các này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là thìa dài. Thìa dài thì cũng 70.000 thôi, bên em bán đồng giá hết, đều là 70.000. Các bác nào cứ lấy từ 3 loại trở lên là 3 hộp trở lên là tính 200 và bao ship. Đây, thìa dài này, cũng 70k luôn, cũng 5 chiếc các nhá, 5 chiếc. Đó. Lên mã giúp em là thìa dài. Đây, hộp của nó như này các bác này. Đấy, hộp của nó 5 chiếc. 5 chiếc như này. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, sang xịn mịn, sáng bóng soi gương được các bác này. Đó, các bác thấy không? Sáng bóng đẹp soi gương được luôn. Hàng của thương hiệu Nguyên Linh hai hình người đây. Đấy các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Đấy, Su 304 các bác nhá. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng luôn. Su 304 đây, các bác này đó, của thương hiệu Nguyên Linh này, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 70.000 cho 5 đôi. Bác nào lấy từ 3 hộp trở lên bên em sẽ bao ship đây các bác nhá. Đó. Hàng Nguyên Linh In Germany các bác này. Đó, đây. Nguyên Linh In Germany, hàng của Đức coi nhá, rất chất lượng luôn. Đó. Tiếp theo thì lên cho bác cái đũa cũng là hàng của thương hiệu Nguyên Linh In Germany các bác này. Đó, đây. Đấy, hàng của Đức nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, mã tem mã vạch đàng hoàng. Hộp này của nó là 5 đôi. Giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá, các bác lên cho em là đũa inox 5 đôi. Đấy, đũa inox 5 đôi nhá. Đó. Đũa này, đó. Inox này, đó. Đũa inox 5 đôi. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k, 70k hộp này. Bác nào lấy từ 3 hộp là bằng 200k và bao ship. Đấy. Hoặc các bác có thể lấy là một đũa, một thìa ngắn, một thìa dài cũng được các bác nhá. Đó. Hàng của thương hiệu Nguyên Linh. Đây các bác này, đó. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, Su 304, hàng của thương hiệu Nguyên Linh đây. Đấy, Su 304. Đũa dài vừa phải, dùng cực kỳ là ngon luôn, có phần đánh nhám chống trơn trượt. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn, chỉ có 70.000 cho 5 đôi đũa. Đấy, bác nào lấy ví dụ như là lấy 3 hộp này là vào đi 15 đôi là ăn thoải mái rồi, dùng trong gia đình là ok rồi, 15 đôi. Ok các bác nhá. Đó, giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Mã tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái nạo các bác lên mã giúp cho em là nạo đa năng có nhá. Đấy, nạo đa năng.
Con này thì nó vừa nạo vỏ vừa nạo sợi luôn. Con này thì nó là hàng cao cấp của Nhật. Đấy, giá thì nó hơi cao một tí. Đây, hàng made in Japan con này. Đó, hàng của thương hiệu Kaiso made in Japan con nhá. Đó, hàng này thì siêu chất rồi. Kaiso made in Japan đây. Đó, các bác thấy không? Đây em sẽ zoom lên cho các bác xem. Đó đây. Đấy, hàng của thương hiệu Kaiso made in Japan. Chữ của nó khắc chìm trên thân này luôn các nhá. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với giá là 100. Đấy, 100k. Hôm nay thì bên em đã xả thanh lý cho bác luôn, cái giá là đi 60k cho một chiếc này nhá. Đó. Các bác lên cho em là nạo đa năng. Đó, lên cho em là nạo đa năng 60k. Đó, nạo đa năng. Đấy, em còn ít nữa thanh lý nốt nạo đa năng này. Đó, lên cho em nạo đa năng. Đấy, 60k. Đấy, nạo đa năng này. 60k một chiếc này. Bác nào lấy từ 3 chiếc trở lên thì bên em sẽ bao ship cho các bác. Đấy, bán lỗ nhưng mà thôi vẫn bao ship cho bác luôn. Em đang bán 100 đấy, như thế là quá lỗ rồi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cái mã sản phẩm đó là cái cọ vịt coi nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là cọ vịt. Đây, đấy. Lên cho em là cọ vịt coi nhá. Đó, cọ vịt. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là 70.000. Đấy, 70.000 hôm nay thì bên em thanh lý cho bác còn 60k để về cho các bác dọn nhà đón Tết coi nhá. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet là rất là ok luôn. Đó. Về các bác dọn dẹp nhà vệ sinh, nhà tắm, toilet để chuẩn bị đón một cái năm mới 2023. Đấy, rất là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đấy, thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm là hai cái chân vịt như này. Về các bác lắp vào đây cho em. Đó, thì hai cái chân vịt này là giúp các bác để ở dưới đất. Đấy, hoặc là các bác có thể là treo lên tường thì nó đã có cái miếng dán này rồi. Về các bác dán vào là dán vào treo lên đây cho em. Đó. Con này thì nó rất là tiện dụng này. Đấy, khi các bác bỏ vào thì nó tự sập vào như này. Đấy. Còn khi mở ra thì nó như này. Ở đây thì nó có cái phần cái lưỡi của con vịt như này để các bác luồn vào những cái vị trí nó khó này. Và cái phần bông này để các bác kỳ cọ. Nói chung là con này dùng nó rất là tiện, đa di năng luôn. Đấy, đánh trên đánh dưới kỳ cọ được hết. Đấy, các bác lên cho em là cọ vịt. Các bác chỉ cần dán như này. Dán như này xong đặt vào tường là xong. Đó, đặt vào tường là xong, rất là tiện. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Có một cái, nó có tấm dính để gắn lên tường với hai đầu, một đầu chổi, một đầu mỏ bằng silicone, mình có thể cọ mọi ngóc ngách. Cọ vịt có ba màu cho mọi người lựa chọn nha. Sản phẩm có trong giỏ hàng. Mọi người nhớ ác mã để được giặt cọ bồn cầu đây sao? Nhìn nó là lạ này, mỗi nhà nên có một cái. Nó có tấm dính để gắn lên tường với hai đầu, một đầu chổi, một đầu mỏ bằng silicone, mình có thể cọ mọi ngóc ngách. Cọ vịt có ba màu cho mọi người lựa chọn nha. Sản phẩm có trong giỏ hàng. Mọi người nhớ ác mã để được giảm giá và bu là trời. Cọ bồn cầu đây sao? Nhìn nó là lạ này, mỗi nhà nên có một cái. Nó có tấm dính để gắn lên tường với hai đầu, một đầu chổi, một đầu mỏ bằng silicone, mình có thể cọ mọi ngóc ngách. Cọ vịt có ba màu cho mọi người lựa chọn nha. Sản phẩm có trong giỏ hàng. Mọi người nhớ ác mã để u là trời. Cọ bồn cầu đây sao? Nhìn nó là lạ này, mỗi nhà nên có một cái. Nó có tấm dính để gắn lên tường với hai đầu, một đầu chổi, một đầu mỏ bằng silicone, mình có thể cọ mọi ngóc ngách. Cọ vịt có ba màu cho mọi người lựa chọn nha. Sản phẩm đó có trong giỏ hàng. Mọi đấy, bên em gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 60k cho các bác một cái cọ vịt như này nhá. Đó, giá thì siêu tốt rồi. Bên em đang bán là 70.000. Hôm nay xả thanh lý cho bác còn 60k cái cọ vịt này thôi. Đấy, bác nào lấy từ 3 chiếc trở lên là bên em sẽ bao ship luôn nhá. Đó. Bên em bán hàng thì giá cả các thứ rất là hợp lý cho bác luôn, và cái chính sách ship hàng của bên em rất là tốt luôn nhá. Đó. Sản phẩm là cứ từ khoảng 3 mã trở lên là bên em đã bao ship rồi. Nên là các bác yên tâm. Đấy. Thì tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái mã đó là móc khóa quá này. Đấy, thì đầu tiên em lên cho bác là cái móc khóa sừng này. Đấy, móc khóa sừng đây. Móc khóa sừng này thì bên shop bán với cái giá là 40k một chiếc này coi nhá. Đấy. Qua lên theo là móc khóa sừng. Đấy. Bên shop bán là 40k một chiếc này. Con này thì dùng nó rất là tiện dụng thôi nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, móc khóa sừng 40k một chiếc thôi. Đây, một chiếc của nó như này con này. Đấy. Về thì con này của nó là có vừa lấy dây tai này, vừa bấm móng tay này, vừa có phần đeo vào đai quần áo này. Đấy. Và rất là tiện dụng như này. Các bác lên cho em là móc khóa sừng. Con này là 40k. Tiếp theo là em lên cho các bác con móc khóa inox. Móc khóa inox. Đấy, tiếp theo lên các bác lên cho em là móc khóa inox nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con móc khóa inox như này. Giá là 30.000 nhá. 30.000 một con móc khóa inox như này. Đấy, con này thì nó chỉ là móc khóa không thôi chứ nó không có cái phụ kiện kèm theo. Về các bác đeo móc khóa vào đây. 30.000 cái con móc khóa inox này luôn nhá. Đó, móc khóa inox 30k. Tiếp theo là em lên cho các bác cái bấm móng tay, thì bên em đang có hai mẫu. Đó là một cái mẫu bấm đơn như này, mẫu bấm đơn như này. Giá thì bên shop đang bán là 30.000. Hôm nay thanh lý cho các bác với giá là 20k cái mẫu bấm đơn như này không nhá. 20k mẫu bấm đơn như này. Còn cái mẫu bấm đa năng như này thì giá nó đắt hơn một tí là 25.000 không nhá. 25.000 cho cái mẫu bấm đa năng như này. Đấy. Có cả bật bia, có cả cắt móng rồi cả rũa móng các thứ tất cả này. Đấy, có cả dao, cả bật bia luôn. Đấy, thì con đa năng này là 25.000 các bác nhá. Đấy. Còn cái con đơn này thì bên shop bán với cái giá là
20k cho cái bấm móng đơn này. Các bác lên trên là bấm móng đơn 20k, còn bấm móng đa năng này là 25k nhé, 25k đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái gãi lưng thôi nhá. Đó, gãi lưng thì con này thì hôm nay bên shop cũng thành lý cho bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 20k một chiếc thôi các bác nhá. Đó, bán để cho các bác giao lưu. Qua lên cho em là móc gãi lưng thôi nhá, 20k một chiếc. Đấy, con này thì chất liệu của nó là bằng sừng này, và cái phần này của nó là bằng inox, rút ra rút vào rất là tiện. Qua lên cho em là gãi lưng, bên shop gửi tới các bác cái giá là 20k một chiếc này các bác nhá. Đó, hôm nay thì bên em sẽ xả thanh lý hết loạt cho các bác luôn các bác nhá. Đó, rất là ok ngon lành luôn. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái vòng trầm điều hòa huyết áp các nhá. Đó, con này thì thực sự ra là bên shop bán cái giá này thì gọi là bán giao lưu cho các bác thôi, chứ còn cái giá này thì cũng không có lãi các bác nhá. Đó, nói là không có lãi thì không đúng, nhưng nó trả lãi được đáng bao nhiêu. Đấy, thực tế là như thế. 50k một cái vòng trầm như này. Đó, vòng của nó là bằng gỗ trầm các bác nhá, gỗ trầm tự nhiên. 50k các bác nhá. Đấy, 50k một cái vòng trầm như này. Đó, thì các bác có thể dùng để đeo tay hoặc đeo cổ tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Đó. Tay to thì đeo 3 vòng, mà tay bé thì có thể đeo 4 vòng. Đấy. Các bác lên cho em là vòng trầm sen các bác nhá. Đó. Vòng trầm sen. Đấy, một cái vòng trầm sen như này giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch các bác nhá. Đó, máu huyết lưu thông. Đấy, lên cho mã cho em là vòng trầm sen. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k cái vòng trầm sen điều hòa huyết áp này. Các bác lên trên là vòng trầm sen điều hòa huyết áp 50k nhé. Đó, mã sản phẩm tiếp theo đó là cái bộ bài vàng các bác này. Các bác lên trên là bài vàng, một bộ bài như này. Đấy, bao gồm là tất cả là đi làm bằng nhựa hết các nhá, bằng nhựa hết các này. Đấy, bằng nhựa rất là ngon lành luôn, các bác dùng thì không sợ bị bong bị bật này. Đấy, không sợ bị nhăn nheo các nhá. Đấy, hoàn toàn bằng nhựa hết, rất là chắc chắn ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k cho một bộ bài vàng như này. Đấy, các bác lên trên là bài vàng 50k một bộ nhá. Đó, 50k một bộ bài vàng như này không nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là thanh chắn cửa các bác nhá. Đó, thanh chắn cửa, cái này thì chiều dài của nó vào khoảng 90 cm không nhá, dài là 90 cm. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 30k cho một cái thanh này. Đấy, cái này thì các bác dùng nó rất là tiện để đút vào những cái khe cửa nhà mình. Đây, đặc biệt là mùa đông giá lạnh thì các bác đút vào cho em, hoặc là nhà bác nào hay sử dụng điều hòa thì đút bằng rất là tốt. Đấy, thì các bác chỉ cần là vành nó ra đút vào khe cửa, còn thừa bao nhiêu thì mình cắt đi. Đấy, chống mất gió điều hòa, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Đấy, cái này thì nó rất là đơn giản thôi. Đây, các bác cứ này các bác vành ra và các bác đút vào cái khe cửa nhà mình, chống ruồi muỗi kiến dán, rồi là chống mất không khí điều hòa nhá. Đó, 30k cho một cái thanh chắn cửa này các nhá. Qua lên trên là thanh chắn cửa 30.000. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái gang tay xanh này. Đó, các bác lên cho em là gang tay xanh miền Bắc mùa đông giá lạnh này. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em là gang tay xanh. Con này thì bên shop đang bán là 60k, xả cho các bác còn 55k nhá. Đó, 55k cái gang tay xanh này. Đấy, cái này thì thực ra là em lãi được có 10.000 thôi. Xả như này là em lãi còn có 5.000 một đôi gang tay này thôi các bác nhá. Đó, bán cho vui thôi, chứ còn cuối năm rồi, bây giờ là thu hồi vốn thôi, chứ còn bây giờ là không tính lãi lờ gì nữa đâu. Đó, kiếm lấy một chuyến du lịch châu Âu cho 4 người. Đấy, nhưng mà hơi khó các bác. Đó, thì đây. Đấy, một chuyến du lịch châu Âu cho 4 người. Các bác ướm cho em xem là bao nhiêu tiền. Đây các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Con này sử dụng được cả điện thoại, máy tính, các kiểu con nào điểu được luôn. Không cần phải tháo ra các bác nhá. Đó, và hệ của nó là hệ khóa. Các bác có thể rút ra to nhỏ tùy chỉnh được. Tay nào cũng vào được vừa hết. Đấy, 55k cho cái đôi gang tay xanh này. Các bác lên cho em là gang tay xanh 55k. Tiếp theo này bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái sạc nhanh iPhone cũng nhá. Đó, sạc nhanh này. Đó, sạc nhanh của iPhone. Đó, bên shop đang bán là 190k, xả luôn cho bác còn 100k và bao ship cũng nhá. 100k bao ship cho cái mã sạc nhanh iPhone này. Đó, cái này thì bên shop cũng chỉ còn có mấy bộ nữa thôi. Đây, iPhone 13 Pro Max này. Đó, sạc nhanh của iPhone 13 Pro Max cũng nhá. Con này thì hàng quá chất rồi, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó, con này thì bên shop đang bán với cái giá là 190.000. Hả? Xả cho các bác còn cái giá đó là 100.000 bao ship cho con dây sạc nhanh iPhone 13 Pro Max coi nhá. Đó, đây, củ của nó đây các bác này. Đấy, củ của nó là củ 20W, củ sạc nhanh các nhá. Củ sạc nhanh 20W. Đó, rất chất lượng luôn. Đây, củ sạc nhanh 20W luôn. Và dây của nó đây, đây. Dây của nó đây. Dây của nó là dòng chân tai si kết hợp các nhá. Đó. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k và bao ship cho cái mã sạc nhanh iPhone này. Đó. Tiếp theo thì đến cái lô khăn trải bàn này. Đó. Thì con này bên shop đang bán là 150k.
Đấy, 150k cho mỗi khăn trải bàn như này. Đấy, đây cho anh nhá. Rất là to luôn quá này. Đó, mỗi khăn trải bàn rất là to như này. Đấy, màu sắc hoa văn rất là đẹp luôn. Mỗi khăn trải bàn như này. Bên shop đang bán là 150.000. Hôm nay thì xả cho bác còn 130k. 130k cho cái mẫu khăn trải bàn này. Đường kính của nó là 1,5 mét các anh nhá. Đó, 1,5 mét các bác có thể chơi được hết các loại bàn luôn, bàn vuông, bàn tròn, bàn chữ nhật. Đấy, rất là đẹp luôn. Chống nước không nhá. Nước nó có văng ra các bác chỉ cần lau đi là xong thôi. Các bác lên mã giúp em là khăn trải bàn Nhật các nhá, khăn trải bàn Nhật. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 150.000. Xả cho các bác còn 130.000. Bên em còn 3-4 cái nữa. Thanh lý nốt cho bác. Đấy. Nó có hai màu, một màu là xanh trắng đậm và một màu là xanh trắng nhạt. Đây. Đấy, nó như này có này. Đây. Hàng của Nhật đây, toàn tem mác chữ Nhật hết. À xin lỗi các bác là 1,4 m không phải 1,5 m nhá. Đây 140 nhân 140. Đấy, nó có hai màu như này, một màu là trắng xanh, một màu là trắng ghi. Thì các bác lấy màu nào thì báo nhá. Rồi, ok. À, bóng dây các bác nhá. Các bác lên cho em là bóng dây. Đó, một dây này của nó là 10 m và nó có 20 quả các bác nhá. Đó. 10 m và có 20 quả bóng. Để em đếm lại xem có đúng không, lúc các bác bắt đèn thì chết. 20 quả các bác nhá, 20 quả bóng. Dây của nó là 10 m, 20 quả bóng. Giá chỉ có 350.000, bao ship nhận hàng kiểm tra thanh toán coi nhá. Đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Ok, 20 quả các nhá. Các bác lên cho em là dây bóng không? Lên mã giúp cho em là dây bóng các nhá. Đó, dây bóng 20. Đấy, nhưng mà nhầm với dây led 20. Các bác chỉ lên cho em là dây bóng là được rồi. Đấy, dây bóng các bác nhá. Đó, dây bóng. Đếm rồi, dây bóng các bác nhá. Dây bóng 350.000, dây 10 m và có 20 quả bóng. Đó. 10 mét mà chia ra làm 20 quả, vị trí của nó là 50 sen. Đấy, 50 sen một quả này các bác nhá. Đấy, 50 sen một quả này. Đấy thì các bác về kéo vào trước hiên này hoặc là trăng lên các cái cây cối nhà mình thì nó rất là đẹp. Hàng này của nó là hàng chống nước các bác này. Đấy, hàng chống nước luôn. Các bác cứ kéo dài ra như này. Nó là một cái dây 10 mét các bác nhá. Đấy, một cái dây 10 mét và của nó có 20 quả bóng. Công suất của cái bóng này của nó là 3W một quả, tức là 20 quả bóng như này là một lần các bác bật lên là mất 60W các bác nhá. Đấy, của nó là 20 bóng. 23 là 6, tức là mất 60W. Nói chung là nó cũng chỉ bằng một cái quả bóng điện 60W thông thường thôi. Ăn chơi không sợ mưa rơi đâu nhá. Nhà hàng khách sạn này vừa sáng vừa sang vừa mịn luôn các bác nhá. Đó. Giá thì các bác lên cho em là dây bóng này, dây 10 mét này. Đó, dây 10 mét. Giá bên shop đang gửi tới các bác với giá đó là 350.000, bao ship dây 20 quả. Đấy, bao gồm cả dây cả bóng luôn. Đấy, các bác lên cho em là dây bóng. Đấy, hoặc là bóng dây. Đấy, bóng dây. Đấy, thôi cho em lên cho em là dây bóng cho nó xuôi. Đấy, lên cho em là dây bóng có nhá. Dây bóng 10 mét 20 quả hoặc là dây bóng 20 quả đi. Đó, lên cho em là dây bóng 20 quả. Giá bên shop đang bán là 350.000. Đây, hàng như hình mà hình như hàng luôn có nhá. Đó. Hàng bên em gửi thì không chưa kèm ấy các bác nhá. Đó, chưa kèm chưa xoáy vào đâu. Bên em sẽ gửi dời bịch như này. Đấy, em sẽ gửi một cái bịch của nó là như này. Đấy, kèm thêm là 20 quả bóng ngoài các nhá. Đó. Gửi một bịch như này, kèm thêm 20 quả bóng ngoài nữa thì về các bác tự các bác xoáy vào thôi. Kết nối thì nó đơn giản thôi, không có cái gì cả. Đầu của nó là đầu dời như này. Về các bác kết nối vào cho em. Đó. Và cái đầu này của nó thì nó sẽ nối được tiếp với cái đuôi này, nó sẽ nối tiếp vào cái bộ mới được, nối tiếp vào cái bộ thứ hai được, cho nên là các bác sẽ không cần phải dây dợ lằng ngoằng. Nếu như các bác cứ răng theo kiểu nối tiếp thì cứ thế là cắm vào nối tiếp và dẫn nó ra. Các bác nhá. Đó, rất đơn giản thôi. Tiếp theo thì cái bóng này của nó là công suất là 3W, các bác nhá. Công suất của nó là 3W thì bên em có bán lẻ quả này. Quả này là 10.000 một quả này. Đó, 10.000 một quả. Bác nào lấy từ 10 quả trở lên thì bên em sẽ bao ship. Bóng của nó màu vàng như này. Các bác có thể dùng để làm đèn ngủ cũng rất là ok. Công suất chỉ có 3W thôi. Làm đèn ngủ hoặc là để trước cửa đấy. Đấy, mình cần phải sáng suốt đêm mà cái watt nó vừa phải thì các bác dùng quả này cho em các bác nhá. Đó. Công suất của nó là 3W, giá là 10k một quả này. Bác nào lấy từ 10 quả thì bên em sẽ bao ship. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3W các bác nhá. Bóng 3W 10k một quả này các bác nhá. 10k một em này thôi. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên em về một lô các loại bóng đèn hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, hàng Việt Nam và công nghệ là của Nhật Bản nhá. Công nghệ của Nhật Bản, chữ Việt Nam đây. Hàng của Việt Nam. Đấy, hàng công ty. Đây. Ánh sáng hoa tiên này, địa chỉ này. Đấy. À, Hưng Yên các bác nhá. Đó. Đây, chỉ số các thứ là ngoằng đây. Đấy, thông số kỹ thuật này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Bên em có 1 2 3 4 5, có 15 20 30 40 50 các bác nhá. Đó, giá tiền của nó này. Đấy. Thì còn 15W là 35.000, 20W là 45.000, 30W là 60.000, 40W là 75.000 và 50W là 85.000. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Đó, giá cực kỳ hợp lý, giá chưa bao gồm phí ship các bác nhá. Giá chưa bao gồm phí ship. Đó. Thì đây, đầu tiên là em thử cho các bác cái quả 15W này. Đây, con này là 15W nhá. Bỏ anh ghế Phương. 15W này giá của nó là đi
35k cho cái quả 15W này. Đấy, quay lên cho em là đấy, quả LED 15W coi nhá. Đó thì đầu tiên em lên cho bác cái quả đó là quả này công suất của nó là 15W coi nhá. Đấy, 15W này. Con này thì rất tiện dụng các bác dùng ở những cái vị trí mà cần sáng ít vừa phải nhưng mà bật thường xuyên thì nó cũng vẫn là sáng và tiết kiệm điện thôi nhá. Đấy. Ví dụ như các bác có thể là bật suốt ngày cũng được. Đấy, cái công suất nó chả đáng là bao nhiêu cả các nhá. Đó, nó chỉ có 15W thôi. Nhưng mà nó là dòng đèn LED nên là rất sáng. Lưu ý các bác khi nhận hàng thì ví dụ như cái này nó bị bong thì các bác xoáy lại thì nó cũng rất là đơn giản thôi các nhá. Đó, rất đơn giản thôi. Đó thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái quả như này. Giá của nó con 15W này là 35.000 nhá. 35.000 cho con 15W này. Đó, 35.000 cho con mã 15W này các nhá. Đó. Tiếp theo là đến con 20W này. Con 20W này thì giá nó là 45.000 các nhá. Đó. 20W này là giá 45.000. Đây, em để cái bảng giá đây cho các bác nhìn cái bảng giá cho các bác nắm được các nhá. Đó. Con 20W này thì giá của nó là 45.000 nhá. 35.000, 45.000. Đấy, 20W sáng hơn nhiều nhá. Đó, thêm con 5W nhưng mà nó rất là khác luôn. Đấy, nó tiêu thụ điện thêm chỉ có 5W này thôi, nhưng mà độ sáng của nó rất khác luôn nhá. Đó. Con này thì công suất của nó là đi tiếp theo là em lên cái mã đó là cái con 30W thôi nhá. Đấy, con 30W. Con 30W này thì giá của nó là đi 60k. 60k cho con 30W này thôi nhá. Đó. 60k. Đó. 60k. Đó. Thì phải gọi lại chứ. Con này công suất của nó là 30W thôi nhá. Đó. 30W, giá của nó là 60k cho con 30W này. Đó. 60k cho con 30W này các bác nhá. Đó. 60k cho con 30W này. Đó các bác nhá. Rất là ngon lành luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là bóng cho tôi cái quả bóng tròn 30W các bác nhá. Đấy. Dòng này thì các bác lên mã giúp cho em là bóng tròn hết các bác nhá. Bóng tròn 30W. Đó, rất sáng luôn. Giá chỉ có 60k thôi. Bóng tròn 30W giá 60k các bác nhá. Đó. Cái này của nó thì bằng nhựa nhá, bằng nhựa các bác nhá. Tất cả đều bằng nhựa hết, chống vỡ rất là tốt luôn. Đấy, tiếp theo là quả 40W này. Quả 40W này thì giá của nó là 75.000. Nói chung là tất cả của nó, cái watt của nó đẩy lên thì nó chỉ lệch nhau vào khoảng là đi mấy nghìn thôi các bác nhá. Đấy, 5-10.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy loại nào đấy. Đây, con này quả 40W nó khác hẳn luôn các bác nhá. Đấy, độ sáng của nó rất là mạnh luôn. 40W này, đấy, rất sáng luôn. Sáng chói chang luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy thì con 40W này là giá là 60.000. À, 40W này giá là 75.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo này, cái con này là con 50W là con to nhất này. Đây, bóng của nó cũng rất là to luôn nhá. Bóng rất to như này. Đấy. Thì con 50W này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 85k nhá. 85k cho cái con 50W này các nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn bóng tròn 50W các nhá. Đấy, bóng tròn 50W. Đấy. Thì con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là đi 85k. 85k cho quả 50W này. Đấy. Đây, thì các bác xem kỹ cho em cái bảng giá này. Đây, xem kỹ cho em cái bảng giá này để mình nắm được các bác nhá. Đó, thì nó sẽ có là 15W này là 35.000, 20W là 45.000, 30W là 60.000, 40W là 75.000 và 50W là 85.000 các bác nhá. Đó, rồi ok. Cả đây em sẽ tháo lắp cho các bác xem. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em là chổi lau kính các bác nhá. Đó, thì đây. Hàng như này, khi bác nhận hàng như này về các bác lắp đặt vào cho em. Lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi, không có gì là cầu kỳ phức tạp cả. Con này của nó xoay được 180 độ luôn. Đó, xoay 180 độ. Đó, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là có 4 món như này. Đây, 4 món như này. Đấy, 5 món tất cả. Đây, đầu tiên là có cái này có lỗ này. Thì các bác sập vào cái này cho em. Đấy, các bác sập vào cái phần chuôi này cho em này. Đó, xong phần thứ nhất này. Phần thứ hai thì các bác xoáy kết nối nó vào đây. Đấy. Hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dùng để lau kính, lau nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh thì thôi rồi lượm ơi luôn. Và đây, cái phần này thì các bác kết nối vào đây cho em. Đấy, kết nối vào đây nhá. Đó, kết nối vào đây. Đấy. Và cái phần này thì các bác kết nối vào đây cho em. Đó, kết nối vào đây để các bác dùng, để các bác treo lên. Đấy. Con này thì chiều dài của nó là 1m thôi nhá. Đó, chiều dài của nó là 1m. Nói chung là 1m là ok rồi. Các bác dùng, ưu điểm của con này nó có thể vặt ngang được như này thì để các bác lau vào những cái cạnh tường, cạnh chiếc là tắm, nhà vệ sinh. Nói chung con này thì rất là ưu điểm, không có nhược điểm nào cả. Lau rửa kính này. Đấy, lau rửa kính này, đẩy nước không nhá. Đây, nước của các bác bị văng ra nhà, các bác cầm cái này các bác đẩy cho em, nó sạch hết luôn các bác nhá. Đây, em sẽ có cái video chi tiết cho các bác xem. Con này rất chất lượng luôn, giá thì cực kỳ hợp lý. Các bác lên cho em là chổi lau kính
50k. Bác nào lấy từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đây các bác nhá. Đó đây. Phẩm hay ho như thế này cho Shopee hay thiệt chứ. Nên hôm nay là mình quyết định test thử để xem em này có thần thánh như là đồn không nha. Mình rất là thích những cái thiết kế có thể lắp ráp được như thế này. Vì sau này nếu mà có chuyển nhà đi á thì cũng rất là dễ để vật. Đây. Trời, tại sao mình không biết cái chỗ chờ sàn thông minh này sớm hơn. Mà công nhận không hiểu sao mấy bạn trên TikTok có thể tìm tòi ra những cái sản phẩm hay ho như thế này cho Shopee hay thiệt chứ. Nên hôm nay là mình quyết định test thử để xem em này có thần thánh như là đồn không nha. Đây, mình nha. Rất là thích những cái thiết kế có thể lắp ráp được như thế này. Vì sau này nếu mà có chuyển nhà đi á thì cũng rất là dễ. Lau dọn kính, lau dọn thảm, lau dọn nhà vệ sinh, toilet, nhà tắm, nói chung là mình không biết cái chỗ chờ sàn thông minh này sớm hơn. Mà công nhận không hiểu sao mấy bạn trên TikTok có thể tìm tòi ra những cái sản phẩm hay ho như thế này cho Shopee hay thiệt chứ. Nên hôm nay là mình quyết định test thử để xem em này có thần thánh như là đồn không nha. Mình rất là thích những cái thiết kế có thể lắp ráp được như thế này. Vì sau này nếu mà có chuyển nhà đi á thì cũng rất là dễ để vận. Đấy, rất dễ vận chuyển mang đi anh em nhé, các bác nhé. Đó. Hàng cực kỳ là chắc chắn luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán, không ưng hàng cho về. Đấy. Hàng đẹp, hàng chất, không lấy tiền thôi nhá. Đấy, một cái con chổi gọi là thần thánh luôn. Đấy. Đó thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k. Giá thì nói chung là rất là hạt rẻ rồi. Các bác mua 3 cái thì bên em sẽ bao ship. Giá rất tốt cho các bác luôn. Đấy. Vâng, cái mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô bàn chải Hàn các bác nhá. Đó, bàn chải Hàn Quốc đây. Đó. Bàn chải này thì bên em đang bán với cái giá là 10k một cái các bác nhá. Đấy, 10k một cái. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, 10k một chiếc này. Con này thì Hàn Quốc nó đang xuất sang Việt Nam mình, nó đang bán tới 32.000 ở trong các cái hệ thống siêu thị đây. 32.000 Việt Nam đồng coi nhá. Bàn chải thì được làm từ than tre hoạt tính. Đấy, từ than tre hoạt tính giúp kháng khuẩn và chống viêm nếu, viêm lợi, chảy máu chân răng, nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy, toàn bộ chữ Hàn Quốc hết. Korea này các bạn này. Đó. Thì một cái bàn chải Hàn Quốc như này, bên shop đang bán với cái giá là 10k coi nhá. 10k trong chiếc này thôi. Bác nào lấy từ 10 chiếc trở lên thì bên em sẽ bao ship. 10 chiếc là 100.000. Đấy. Nếu chương trình đặc biệt các bác mua 10 sẽ được tặng 1 và bên em sẽ bao ship, tức là 100.000 là bác sẽ được 11 chiếc. Đấy. Cộng với lại là bao ship các bác nhá. Đó. Thì bên shop sẽ bán là 10k một chiếc. Đấy, lấy từ 10 cái trở lên là bằng 100. Đấy, 100k. Bao ship và tặng 1 các nhá, cộng thêm 1 cái nữa. Đó là 11 cái. Đấy, nói nôm na là 11 cái và giá vẫn là 100.000 các bác nhá. 11 cái và giá là 100.000. Đấy các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là cái nước hoa khô, thì hôm nay bên shop lại về các bác nhá. Đó, đợt này hàng về thì cũng giá rất là tốt luôn. Đó, bên em đang bán là 100k, cũng xả cho các bác cái giá còn là 50k cho cái nước hoa khô này các bác nhá. Một hộp này của nó là có ba hộp nhỏ với ba mùi hương thơm khác nhau. Đấy, ba hộp nhỏ với ba mùi hương khác nhau các bác nhá. Đó, rất là men lì luôn các bác nhá. Đó đây, hương Silver Spring này, Head Rat này, rồi Riverside Paris các bác này. Đây đấy, thì nói chung là đây ba hộp với ba mùi hương khác nhau, các bác chỉ cần đẩy ra như này đó là mình sử dụng thôi, rất là tuyệt vời ông ngoài trời luôn. Đấy thì nó là một cái dạng sáp thơm các bác nhá. Đấy, một cái dạng sáp thơm. Đấy, dùng rất là da luôn. Đấy, đây, các bác cứ bôi vào. Nói chung là rất là thơm và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, hàng nước hoa khô Ấn Độ các bác nhé. Đấy, đây, Median các bác này. Đó, hàng nước hoa khô Ấn Độ. Giá bên shop đang gửi tới các bác với giá đó là 100k. Đấy, các bác nhé. Đó, 100k các bác nhé. Đó, xin lỗi các bác, 100k, xả còn 50k. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái bình xịt bếp các bác nhá. Đó, cái này các bác lên cho anh là xịt bếp và lấy cho anh cái lọ sáp này thôi. Xịt bếp các bác nhá. Đó. Cái lọ sáp bóc rồi ấy. Xịt bếp các bác nhá. Đó, các bác lên cho em là lọ xịt bếp. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là đi 45 đúng không? Hả? 45k. Đấy, 45k một lọ xịt bếp như này. Đấy, bác nào lấy từ 3 lọ là bao ship các nhá. Đó, 3 lọ là bao ship. Đấy, qua lên cho em là bình xịt bếp hoặc lọ xịt bếp cũng được. Đó. Con này thì nó đa di năng luôn, tẩy trắng bếp rồi vành xe trước đây, nó là một cái dạng kem trắng như này các bác. Đấy. Đấy, nó là cái dạng kem trắng như này. Các bác cứ xịt vào.
Đấy là nó sẽ tự nó đánh bật hết các vết bẩn ra. Đấy, và mình chỉ cần đánh qua đi là xong. Con này ưu điểm của nó là hương tự nhiên, rất là thơm. Đây, nó là cam tự nhiên các nhá. Đấy. Chiết xuất từ cam. Đấy, tự nhiên, rất là thơm. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ xịt bếp như này. Xịt bếp như này, giá của nó là đi lọ xịt bếp như này, giá bên shop đang gửi tới bác giá là 45k một lọ. Bác nào lấy từ 3 lọ trở lên là bên em sẽ bao ship 3, 4, 12, 5, 3, 15, 135.000 các bác nhé. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt bếp cũng nhá, xịt bếp 45k. Đây thì em sẽ cho các bác xem cái video thực tế người ta đã sử dụng. Đây các bác nhá. Đó. Xong nồi rồi, bếp giáp rồi, vành xe rồi, các cái không gian nhà bếp mà nó dính bám dính dầu mỡ cặn là các bác cứ xịt vào cho em. Sau đó thì mình rửa đi là xong. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ, chỉ có 45k một lọ này. Cái này thì nó là cơ chế tẩy axit của hương cam tự nhiên, nó sẽ đánh sạch các cái vết bẩn, vết dầu mỡ, vết bám trên các cái bề mặt. Đấy, rất là tiện dụng các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 45.000 một lọ này thôi. 45.000 một lọ này thôi các bác nhá. Các bác lên cho em là xịt bếp. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái sản phẩm đó là sáp thơm các bác nhá. Đấy, sáp thơm. Một lọ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 30k một lọ sáp thơm như này. Đó. Lên mã giúp cho em là sáp thơm 30k một lọ này các bác nhá. Đấy, 30k một lọ này. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đấy. Cái này thì nó là thuộc dạng sáp khô cho nên là nó lưu hương rất là lâu. Đấy, 5 lọ thì bên em sẽ bao ship thôi nhá, 30k một lọ. Và 5 lọ thì bên em sẽ bao ship. Đấy, hương của nó là rất là nhiều màu với những các cái mùi hương khác nhau. Hương cam, hương chanh, hương hoa hồng con này. Đó. Đấy, mỗi lọ một mùi hương khác nhau rất là thơm luôn. Đấy, thì các bác có thể để trong cái khu vực phòng bếp, phòng nhà tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh. Đấy các nhá. Đó. Rất là thơm luôn. Thì mỗi lọ một mùi hương khác nhau. Các bác nhá, 30k một lọ, các bác cứ lấy 5 lọ về các bác để khắp các phòng nhà mình, rất là thơm các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái mã sản phẩm đó là cái gọi là cái thảm đôi các bác nhá. Đó, một cái thảm đôi cực kỳ là chất lượng luôn. Đó. Thì một con dài là 1m2 và một con dài là đi 60 các bác nhá. Đó, một con 1m2, một con 60. Thì các bác có thể lấy tùy ý. Đấy, các bác có thể lấy tùy ý theo nhu cầu của các bác. Đấy, màu thì đều là cái dạng tối màu hết thôi nhá. Đều là cái dạng tối màu hết. Đây. Em bỏ ra đây cho các bác xem. Đấy, rất đẹp luôn thôi nhá. Thì chất luôn. Con này thì các bác để trong phòng bếp nhà mình rất là ok luôn nhá. Đó, đây. Một bộ như này nó bao gồm là một chiếc dài này các bác. Đó. Con này thì nó là bên dưới của nó là cao su non cho nên là nó có cái độ bám dính rất là tốt luôn. Đấy. Đây, các bác quan sát nhá. Đặt xuống như này là đây, không có xê dịch gì đâu được các bác nhá. Đó, nó bám vào dưới nền rồi. Cái mặt này của nó là cao su non này. Đấy. Mặt trên là tráng nỉ này. Đây. Các bác xem, không có đẩy gì được luôn các bác nhá. Đó, nó bám dính rất là tốt. Đây. Mặt là mặt trên của nó là nỉ này, mặt trên là nỉ, mặt dưới là cao su non. Đấy, cao su non. Thì nếu các bác mua theo cặp như này thì bên em bán là 180.000. Trước em đang bán là 200. Đấy, 200. Thì nếu các bác lấy theo cặp như này thì bên em sẽ bán là 180.000 một cặp này. 180.000 một cặp này các bác nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em là lên cho em là thảm cặp các bác nhá. Đó, thảm cặp. Thảm cặp cho nó dễ. Đấy. Mà thôi, trước em đang lên thảm bếp rồi. Thì các bác cứ lên cho em thảm bếp đi. Đó. Lên cho em là thảm bếp các bác nhá. Đó, thảm bếp. Tại vì cái này các bác có thể để trong phòng bếp, phòng ăn. Lên cho em là thảm bếp. Bên em đang bán là một đôi. Đó, một đôi. Một đôi như này, một bộ như này. Đấy, một bộ đi. Một bộ cho nó dễ. Một bộ như này, giá của nó là đi 200. Xả cho các bác còn là 180k. 180k cho hai chiếc này các bác nhá. 180k cho hai chiếc này. Đó, đây các bác nhá. Một chiếc dài là 1m2, một chiếc dài là 60. Đó, một chiếc dài 1m2, một chiếc dài 60. Đấy, một chiếc là 1,5
1,2 m nhân với lại một chiếc là đi cộng với một chiếc là đi 60 sen các bác nhá. Đó, thì một đôi như này giá của nó là 180k. 180k cho một cái đôi thảm bếp này. Đấy, một bộ thảm bếp như này nhá. Đó, còn bên em có cả bán lẻ luôn. Bán lẻ thì nếu mà các bác nào mà lấy cái dài này, lấy nguyên cái dài này thì bên em bán là 120. Đấy. Các bác lên cho em là thảm bếp dài nhá. Đó, lên cho em là thảm bếp dài. Đấy, thảm bếp dài. Thảm bếp dài. Bên em bán là 120k. 120k một chiếc này và cũng bao ship các bác nhá. Đó, 120k một chiếc này mà bao ship. Còn cái ngắn này thì bên em vẫn bán rồi. Nó là cái con phổ thông đấy. Con phổ thông bên em vẫn đang bán là cái con thảm 46 đấy. Nó là giá của nó là 60.000 rồi. Thì nói chung là nó mình không phải bàn những cái con ngắn này nữa. Bởi vì con ngắn này thì bên em vẫn đang bán các bác nhá. Đó. Còn nếu các bác lấy cái con dài này thì các bác lên cho em là thảm bếp dài. Bên em bán là 120.000 cái thảm bếp dài này. Thì nói chung là giá như thế thì nó cũng là như nhau thôi. Đấy, tính ra là nếu như các bác mua cái ngắn này là 3 cái bên em mới bao ship, mà các bác mua cái dài này 1 cái bên em mới bao ship rồi. Mà về các bác có thể là cắt ra làm 2 cái ngắn thì nó cũng như vậy thôi. Đấy, các bác lại còn được lợi hơn. Đấy, mua một cái dài này 120.000 về cắt ra thành 2 cái ngắn này vẫn được bao ship. Đấy, mà mua cái ngắn này là 3 cái bên em mới bao ship. Đó, thì các bác đang có lợi đấy. Đấy, cho nên là các bác lưu ý. Đó, thì các bác lên cho em là thảm bếp, một bộ là 180.000, 2 chiếc. Còn nếu các bác lấy nguyên cái thảm bếp dài thì bên em tính là 120.000 con thảm dài này, 120k. Các bác lên cho em là thảm bếp dài. Thảm bếp dài các nhá. Đó. Thảm bếp dài 120k bao ship. 120k bao ship. Thì cái gian bếp nhà các bác ấy nó rộng rãi. Thì các bác cứ lấy cả đôi này cho em. Đấy, mình để cả một ấy như này. Đấy là 60 1m2 với lại 60 nữa là nó thành 1m8 dài thước như này. Đấy, rất là đẹp luôn thôi nhá. Đấy, chất liệu của thảm thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, rất ok luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mã. Đó là cái thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đó, thắt lưng cá sấu vàng. Một bộ như này. Bên shop đang bán cho các bác với cái giá đó là 200. Đấy, các bác lên cho em là cá sấu vàng. Đó. Cá sấu vàng này, đó, cá sấu vàng. Bên shop đang bán là 200. Xả cho bác luôn cái giá là 150k và bao ship với nhá. 150k bao ship cho cái mã cá sấu vàng này. Đấy, hàng rất chất lượng và hợp lý luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là cá sấu vàng. Đây, đấy. Một cái con thắt lưng cá sấu mặt vàng như này, rất là đẹp này. Giá thì chỉ có 150k. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà thì các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán các nhá. Đấy. Không ưng cho về. Nói chung là nôm na nó rất là đơn giản, dễ mua bán thôi. Không có cái gì là cầu kỳ phức tạp cả các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng như này. Hàng của thương hiệu Tyler của Nhật các bác, rất chất lượng luôn. Đấy, một cái con thắt lưng khẳng định đẳng cấp luôn các bác nhá. Đó, đây. Đây, hàng của hãng Tyler các bác này. Đó, toàn bộ chữ Nhật là hoàng hết đây các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Đây, chất da thì siêu mềm mại, mặt là màu vàng. Đấy, mặt màu vàng. Có in hình con cá sấu rất đẹp luôn. Khóa thì khóa lẫy tự động, các bác chỉ cần nâng cái lẫy này lên, đẩy vào cho em là xong. Đấy, kích thước thì khoảng 1m1 các bác nhá. Đó, đây. Rất là ngon lành luôn. Các bác nghe cái tiếng khóa kêu là các bác đã biết rồi các bác nhá. Đó. Chiều dài của nó là 1m2 các bác nhá. Chiều dài 1m2. Bác nào khổ bụng to cũng ok luôn, không có vấn đề gì cả các bác nhá. Chỉ cần đẩy lẫy vào này là xong. Đó, rất là ngon luôn. Các bác có thể tụt ra tụt vào rất thoải mái với nhá. Đó. Con này thì bên shop đang bán 200, xả cho các bác còn 150k. 150k thì cái mã cá sấu vàng này. Giá rẻ bất ngờ cho các bác luôn. Đấy. Nhân dịp cuối năm các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn với cái giá đó là 500k và bao ship các bác nhá. 500k và bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe có nhá. Máy rửa xe, tại vì bên em chỉ có một mẫu thôi cho nên là không cần thì pin cùng gì cả. Máy rửa xe nhá. Đó, máy rửa xe được rồi. Đấy, máy rửa xe 500k. 500k bao ship có nhá. Nhận hàng, kiểm tra, test thử và thanh toán. 500k bao ship. Lên mã giúp cho em là máy rửa xe. Thì cái bộ sản phẩm này của nó sẽ là bao gồm, đấy, khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên trong hộp như này các bác. Đó. Hàng nguyên trong hộp như này nhá. Đấy. Hàng nguyên trong hộp như này. Về các bác sẽ khui hàng ra này. Đó. Đây. Hàng nguyên trong hộp này, khui hàng ra. Đầu tiên thì các bác sẽ có một thân máy chính này. Một thân máy chính cho em. Đó, đây là một thân máy chính này.
đấy, một quả pin các bác nhá, đó một quả pin, pin này là cũng là pin lithium inox các này, đấy pin là pin chuẩn luôn các bác nhá, pin khô chuẩn luôn, đấy, đấy máy nó chạy các bác này, đó cái này thì con nào nó cũng phải có tí nước, tại vì hàng nó phải qua test trước khi xuất xưởng gửi đi các bác nhá, đó và đây là cái đế sạc pin này, đấy cái đế sạc pin thì về các bác cắm sạc vào cái quả pin này cho em, đó đấy tháo ra rút vào như này, đây thì các bác về cắm sạc pin này, các bác cắm cái đầu này cho em nhá, xong cái phần sạc pin các bác nhá, đó phần sạc pin thì các bác cắm vào đây cho em, đó đế sạc này là một cái củ sạc này và một quả pin thì các bác lắp vào đây cho em này, đó lắp vào thân máy này cho em, máy chạy bình thường nhá. Ở đây thì các bác được tặng kèm thêm một cái bình xịt để các bác rửa xe, để các bác cho xà bông xà phòng vào đây để mình rửa này, và đây là cái phụ kiện của nó này, đấy phụ kiện của nó thì nó sẽ bao gồm là một cái đầu vòi xịt này, đấy đầu vòi xịt đây, đầu vòi xịt thì đây các bác về các bác kết nối vào cho em, đó con này các bác xoáy vào đây nhá, đó xoáy vào đây, đấy xoáy vào đây, cái này nó đã có giòn sẵn rồi, cái này là cái đầu vòi xịt này, đấy các bác xoáy vào đây cho em, đó hết rồi, đấy xoáy vào đây cho em, đó đầu vòi xịt các bác xoáy vào đây, đó xoáy vào đây nhá, đó và ở đây thì nó có cái nấc để cho các bác nối các cái đầu xịt với nhau, các cái đầu phun với nhau, đấy đây là cái đầu phun này, đây các bác chỉ cần ấn cái đầu này xuống này, ấn cái này xuống, nó là chạy ống bi mà, ấn đầu xuống là cho cái đầu này vào được. Ở đây thì nó tặng cho các bác là hai đầu, các bác có thể thay, một cái là các bác có thể thay tháo cho nhau, đấy hai cái đầu như này, đấy một cái ra, hai cái ra hai kiểu nước khác nhau nhé, các bác có thể thay vào, lắp thay nó vào, đấy kết nối rất đơn giản thôi. Và đây là cái phần để các bác kết nối với dây này, kết nối với dây thì đây là một cái cuộn dây đây, cuộn dây này của nó chắc tầm vào khoảng là 3 mét gì đó, nói chung là chắc là em ướm ướm vậy, nào đo cho phát nào. Cái dây này của nó là tới 5 mét các bác nhá, tới 5 mét luôn, rất là dài. Đấy, cái đầu này thì các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây để các bác nối vào cái con này thì các bác nối vào cái để các bác cho xuống vào xô này. Hoặc là các bác ra bờ ao thì các bác ném luôn cái phao này xuống ao cho em. Cái lọc này xuống ao cho em. Đó, nó rất là tiện, ném luôn cái lọc này xuống ao là xong. Đấy, còn đây thì cái này thì các bác kết nối vào đây cho em. Đấy, kết nối vào cái đầu này cho em. Đấy. Ở đây thì nó có cái đầu này để các bác kết nối vào đây nhá. Đó. Kết nối vào đây cho em là ok. Đây các bác xoáy cái này ra này. Đấy, bắt cái này vào cho em này. Đó. Các bác bắt cái này vào. Thì các bác xỏ cái dây này vào đây trước này. Xỏ dây này vào đây trước, xỏ cái này vào đây trước này. Sau đó thì các bác xỏ cái này vào đây cho em. Đó, đây. Cái dây này của nó cái độ giãn rất là tốt nhá. Các bác xỏ vào đây cho em. Sau đó thì mình xoắn nó vào này. Đấy, mình xoắn nó vào là xong. Đấy, xoắn nó vào. Ra xẻ ít nước đi cứ ra. Đấy. Ra xẻ nước tốc tốc cái gì. Ra xẻ nước vào đây. À quên. Xoáy cái này vào đây, sau đó thì các bác kết nối cái này vào này. Đấy. Con này thì các bác lưu ý cho em là đẩy cái này xuống nhá, đẩy cái này xuống để ấn cái này vào này. Đó, đẩy cái này xuống để ấn cái này vào cho em. Đó. Đấy. Rồi, sau đó thì bây giờ em sẽ test nước cho bác xem luôn. Test nước cho bác xem luôn nhá. Đấy. Bộ của nó kết nối nó chỉ có như này thôi. Nó trông nó lằng ngoằng vậy nhưng cũng đơn giản thôi các bác nhá. Đó, em sẽ kết nối thử cho bác xem luôn. Đây nhá, các bác thả cái đầu này vào nước này. Đấy. Đây em. Nước thì các bác nhấn cho nó chìm xuống, nếu nó chìm thì các bác kèm gạch xuống, còn nếu các bác ném xuống ao ấy, nếu các bác ném xuống ao ấy thì các bác lưu ý cho em là khi các bác ném xuống ao ấy thì các bác buộc phao vào cho em, đó, và khi các bác bơm thì bóp từ từ này cho em, cho nó lên này, đấy, bắt đầu từ từ để cho nó nạp nước đã, đấy, nạp nước bắt đầu nó mới xịt được con nhá, đó, xịt rất là mạnh luôn, rồi, bây giờ em sẽ ra em rửa cái ô tô cho các bác xem, xịt cái ô tô đó. Cái này thì các bác có thể thay cái vòi này để điều chỉnh nha. Đó. Các bác có thể thay cái vòi này để điều chỉnh kia. Xịt rửa xe ô tô. Đấy. Hoặc là tưới cây. Các bác có thể dùng tưới cây. Cái đầu này thì các bác có thể thay vào được này. Đây nó có hai đầu này. Các bác thay vào đầu này được nha. Cái đầu này thì nó để tưới cây nhá. Đấy. Đầu này thì nó đầu xe tưới cây. Còn đầu kia rửa xe. Đấy. Tưới cây thì đây em sẽ tưới cây cho bác xem này. Đó. Đây. Tưới cây như này các bác. Quay dịch tới kia. Đây, đấy, dùng để tưới cây nó cũng rất là ok. Thì các bác cứ ném xuống ao thôi. Quay như này nó xuôi sáng nè, quay đến giờ sáng. Các bác cứ gọi là cứ ném cái vòi xuống ao là mình dùng tưới cây rất là ok nhé. Đó, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Không thích thì các bác muốn phụt xe các bác lại thay cho cái đầu này vào. Ở đây nó có hai đầu. Đấy, phụt rửa xe rất là ok này. Đấy, thấy không? Đó, đấy. Xe rất là ok luôn. Rửa thân là tiếc. Thân là tiếc, rất tiết kiệm nước luôn nhé. Đó, rửa xe trên cây. Okay, come on.
Đấy, em vừa test sản phẩm cho bác xem rồi, rất là ngon lành và cành đào bác nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho là máy rửa xe. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 500k và bao ship. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe bác nhá. 500k bao ship. Đó. Lên mã giúp cho em là máy rửa xe. Máy rửa xe bác nhá. Rất tiện dụng luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán. Máy chạy cực kỳ là khỏe, xịt rửa xe ok. Ở đây các bác được tặng kèm thêm một cái đầu vòi xịt và thêm một cái van để các bác lắp vào để khi mà các bác dùng xà bông cũng nhá. Dùng xà bông thì mình cho vào cho em, rất là ok luôn các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em lại tiếp tục về cái mã này, đó là găng tay thức ăn các bác nhá. Đó, có lên cho em là găng tay này. Găng tay thức ăn nhá. Đó. Đấy, có lên cho em là găng tay thức ăn 30k trên một hộp này các bác nhá. Đó, 30k thôi, giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có 30k một hộp này. Hộp này của nó là đi 30k trên một hộp. Hộp này của nó là đi 200 đôi nhá, 200 đôi. Đấy. Hộp này của nó là 200 đôi luôn. Nói chung là rất là nhiều để cho các bác sử dụng. Rất tiện dụng luôn. Đây, thì em sẽ cho các bác xem. 200 chiên. À 200 đôi. 200 chiếc các bác nhá. Đó, 200 chiếc tức là 100 đôi. Đó, 200 cái. Gọi là 200 cái đi. 200 cái nhá. Đó, rồi chiếc với cái rồi nó lại gây nhầm lẫn. Đôi cũng gây nhầm lẫn. 200 chiếc. Đấy, 200 cái. 200 cái các bác nhá. Đấy, mà hộp này 200 cái tha hồ các bác sử dụng đây. Đấy. Cái này thì nó dòng này là dòng free size. Đấy, và rất ôm tay luôn, free size. Ai cũng dùng được, tay em tay đàn ông rất là to luôn. Đấy, nhưng mà cũng rất là ok bác nhá. Đó, rất là ok luôn. Đây các bác này. Đó. Rất là ngon lành cành đào luôn. Đấy, giá thì cực kỳ là hạt rẻ, chỉ có 30.000 cho 200 chiếc như này. 30.000 200 cái như này. Đấy, các bác dùng để bóp nộm móc niếc rồi là nấu ăn nấu uống, hoặc là các bác dùng mà cần phải vệ sinh, không cần muốn là động tay vào mỡ màng hoặc các kiểu con đà điểu thì dùng cái này cho em. Đó. 200k cho 200 cái cho 30.000 nhá. Đấy, 30.000 200 cái. Giá cực kỳ là rẻ luôn coi nhá. 30.000 200 cái coi nhá. 200 chiếc. Đó. Giá siêu tốt cho bác luôn. 200 chiếc đây. Giá chỉ có 30k nhá, giá chỉ có 30k. Đấy, hàng siêu mềm dai luôn các nhá. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là thước kẹp gem các nhá. Đó, thước kẹp gem điện tử. Thước kẹp gem. Đấy, thước kẹp gem. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130k và bao ship cho cái thước kẹp gem này nhá. Dòng này của nó ấy, thì nó là được làm từ sợi carbon các nhá. Đấy, được làm này, đấy. Từ sợi carbon nhá. Đó, sợi carbon. Nó không phải là thép đâu nhá, từ sợi carbon thôi. Đấy, làm từ sợi carbon. Đấy, cho là chăm đi. Được làm từ sợi carbon các nhá. Đó, đây. Thì đây các bác này, đó, ở đây thì nó đã có sẵn pin cho bác rồi, có sẵn pin rồi. Và pin của nó là pin cúc áo. Pin này thì cũng rất là dễ mua bán thôi. Đóng cửa chung. Đấy, pin này thì rất dễ mua bán thôi. Các bác về thì các bác cứ sử dụng bình thường thôi. Cứ on off này là được. Đấy, nếu mà nó đang số âm một số dương thì các bác cho em về zero các nhá. Đấy, các bác cứ kéo về zero là xong. Đó, kéo về zero như này. Con này thì nó sẽ có 3 cái chức năng đo. Đấy, thứ nhất thì các bác có thể đo là cái đây, đo cái vành ngoài này. Đấy, thứ hai là các bác có thể đo cái vành trong. Đấy, đây là đo vành trong này. Đấy, đây. Đấy các bác nhá. Đấy, vành ngoài, vành trong. Và thứ ba là các bác có thể đo chiều sâu. Đây. Đây là đo chiều sâu này. Đấy, chiều sâu này các bác nhá. Đấy, đo chiều sâu đây. Đấy. Thì nói chung là ba cách đo. Đo bên ngoài. Đấy, đo đường kính bên ngoài này, đường kính bên trong này và đo chiều sâu. Đấy. 130k. Đạt rồi. 130k và bao ship các bác nhá. Đó, 130k và bao ship cho cái thước kẹp gem làm từ sợi carbon này các bác nhá. 130k bao ship cho thước kẹp gem làm từ sợi carbon này. Đó. Tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái mã sản phẩm đó là cái găng tay bông các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là găng tay bông, găng tay. Bên em rất là nhiều mẫu găng tay cho nên các bác lên đúng mã cho em. Găng tay bông. Bên shop đang gửi tới các bác với giá đó là 60.000 à. 60k cho cái găng tay bông. 60. Đấy, 60 xả cho các bác còn 50k nhá. Đấy. 50k cho cái găng tay bông này. Đó. Giá siêu tốt cho bác luôn. Qua lên trên là găng tay bông. Miền Bắc thì đang vào mùa đông các bác nhá. Đó. Trời thì rất là lạnh. Đấy, cho nên là các bác rửa tay thì nên dùng cái găng tay bông này vừa ấm mà vừa sạch sẽ, không bị dính dầu mỡ.
Đấy, miền Nam thì các bác cũng dùng ok, không có vấn đề gì. Tại vì nói chung là các bác dùng cái gang tay này thì nó rất là tiện. Thứ nhất là gang tay rất là dài. Đấy, và cái độ gọi là cái độ bám của nó rất là tốt luôn. Đây, ở trên thì có dây chun cũng nhá, có dây chun hết rồi. Đấy. Và các bác đeo vào thì nó rất là ôm tay. Đấy, nam nữ dùng được hết và rất là ôm tay luôn. Đấy, nó bằng bông, không bị lạnh, không bị dính mỡ. Đấy, ưu điểm là như vậy. Thì các bác rửa bát nó sẽ không ngại, rửa bát giặt quần áo rất là ok em nhá. Đó. Ở bên trong thì nó là một cái lớp bông như này các này. Đấy, một cái lớp bông như này. Nói chung là con này thì quá là VIP rồi. Dòng này thì các bác dùng thì yên tâm. Đấy, các bác mua ở ngoài nó cũng cái gang tay bông như này nhưng mà nó là hàng vớ vẩn thôi. Đấy, còn bên em thì hàng chất lượng luôn để phục vụ các bác coi nhá. Đó. Giá của nó là 50k cho một đôi. Bác nào lấy từ 4 đôi trở lên này bên em sẽ bao ship thôi nhá. Đấy, 4 đôi là bao ship. Đấy, các bác lên cho em là gang tay bông này. Đó. Gang tay bông hàng nội địa Nhật đây. Và chữ Nhật là ngoằng như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. 50k, lên cho em là gang tay bông cũng nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái sản phẩm đó là ô Nhật tự động cũng nhá. Đó. Các bác lên lại giúp cho em là ô Nhật tự động này. Đấy. Ô Nhật tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Xả cho các bác luôn cái giá còn 90k nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là ô Nhật tự động này. Đấy, ô dù Nhật này. 120k. Đấy, xả cho các bác luôn còn 90k luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy. Thì con này ưu điểm của nó là tự động bật ra bật vào này. Đấy. Đây là một dòng ô rất là VIP luôn các bác nhá. Đó. Đây, có quai đeo này. Đấy, dòng là dòng bật tự động quá này. Đây, bật ra này. Đấy. Nan của nó là thuộc dạng là nan kép, đường kính là 1m thôi nhá. Nan kép đường kính 1m, bật ra bật vào đều tự động hết bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, đây. Rất là ngon luôn, gấp ra gấp vào cực kỳ là nhẹ nhàng, dễ gấp các bác này. Đấy. Đây các bác làm đúng theo như em nhá. Đây, mở ra này. Đấy, bật ra này các bác. Đấy. Bật ra, đấy. Những cái ô thường không thể giật được như này đâu. Đây em giật thoải mái không vấn đề gì các bác nhá. Đó, bóp vào này. Ok chưa các bác nhá. Đó. Sau đó các bác ấn nó như này là cho em là xong. Sau đó thì các bác xoay đều cái tay theo cái chiều này. Đó, theo chiều này. Thế là cứ thế là cái dây nó sẽ quấn vào thôi. Đấy. Đây. Đây các bác nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. 90k cho một cái con ô Nhật tự động này các bác nhá. 90k luôn. Giá cực kỳ là hạt rẻ tới các bác luôn. Đó. Đó thì các bác lên mã giúp cho em là ô Nhật tự động nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đây. Bật ra bật vào rất là ngon luôn. Đó. Đây. Bật ra này. Đó. Bật vào này. Rất ngon luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Vải của nó là thuộc dạng là vải chống tia UV nhá. Đấy, chống tia UV tia cực tím. Khi các bác đi ra đường mà trời nó nắng là sẽ chống tia UV tia cực tím cho bác luôn. Rất là tốt các bác nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là ô Nhật tự động 90k. Đó. Mã tiếp theo đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái mã sản phẩm đó là cái con ví hồng các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là ví hồng. Đấy. Lên mã cho em là ví hồng. Con này thì bên shop đang bán là 130.000. Xả cho bác còn 100k, 130 xả cho bác còn 100k và bao ship nhá, 100k bao ship cho cái mã ví hồng này. Đó, các bác lên mã giúp trang là ví hồng, 100k bao ship. Đây là một trong cái bộ sản phẩm làm neo. Đấy, rất là được nhiều người sử dụng. Nó rất là tiện dụng và nhiều cái sản nhiều cái chi tiết bên trong. Đấy. Hàng thì trong một cái ví màu da màu hồng như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Ví da màu hồng rất đẹp các nhá. Ở đây thì nó có đầy đủ các cái chi tiết này. Đó, nguyên bấm móng là nó đã có 3 cái rồi. To, đẹp, sáng bóng, sắc các nhá. Đó, tiếp theo hết bấm móng thì nó sẽ có là đi một cái kìm kìm cắt da chết này, con này. Đấy, kìm cắt da chết này. Sau đó là hai cái kéo, một cái kéo tỉa lông mũi và một cái kéo tỉa thường này. Một cái nhíp này và một cái bộ làm neo, làm móng này. Rồi một cái bộ nặn mụn này, rồi một cái bộ lấy dái tai này. Nói chung là đầy đủ trọn bộ như này. Ngon, lành, xanh điệu, đó. Giá chỉ có là đi 100k. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán coi nhá. Đấy, lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho là ví hồng coi nhá. Ví hồng, đó, giá rất tốt cho các bác luôn. Mã tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái sản phẩm đó là cái con bơm 1T các bác nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là bơm 1T. Đấy. Bên em có hai dòng bơm 2T và bơm 1T. Con này thì bên em ký hiệu nó là bơm 1T. Đấy, bơm 1T. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 140k.
và bao ship với nhá, 140k bao ship cho cái mã bơm một ti này. Đấy, bơm thì tương đối là khỏe các nhá, tương đối là khỏe. Các bác dùng thì rất là ngon luôn. Đây. Đấy. Một cái con bơm một ti. Hàng rất chất lượng. Đây con này. Đó. Đây các nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Có đồng hồ đo đàng hoàng nhá. Có đồng hồ đo cho các bác. Đấy. Đây. Đấy, lẫy của nó đây các này. Đấy, lẫy của nó đây. Rất là ngon luôn các nhá. Đó, đây. Bơm thì là bơm mới tinh, chưa qua sử dụng các nhá. Đấy, bơm mới tinh, chưa qua sử dụng. Rất chất lượng luôn các nhá. Đó, đây. Có các cái đầu kẹp đây, bơm được cả xe máy, cả xe đạp các nhá, cả xe máy, cả xe đạp luôn. Đầu kẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó là 140 các nhá. Đấy, 140. Đấy, không phải tính các bác là 140.000 đi. Đó. 140k bao ship cho các anh nhá. Đó. Thân của nó cũng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì rất là hạt rẻ và hợp lý thôi. Đấy. Các bác có nhu cầu là mua cái bơm một ti này thì có thể liên hệ. Chiều dài của nó vào khoảng 25cm. Các bác dùng để trong cốp xe máy, cốp xe đạp cũng rất là ok. Đấy, để đi làm hoặc là đi công việc nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con bơm một ti như này. Giá chỉ có 140.000 đã bao gồm phí ship nhá, 140k đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đó. Rồi, ok.